thì em Mai đang đứng giữa một rừng bio 125 luôn. Cảm giác thật sự là em đang rất là nhỏ bé giữa một rừng bio này luôn nha các bạn ơi. Thì ngày hôm nay thì em Mai sẽ cập nhật giá bán của dòng bio 125 này, 150 và 160 chung một video luôn nha các bạn ơi. Và đầu tiên thì em Mai sẽ cập nhật giá bán của Vio 125 nhé. Hiện tại mọi người thấy là bên em đang có rất là nhiều màu sắc của Vio 125 luôn nha các bạn. Đó, màu sơn 3D phải nói là an tính phát và chùm màu 3D tại Bình Dương luôn nhá. Và Vio 125 giá bán hiện tại là từ 36.500.000 đồng. Giá này em Mai đã bao VAT. Còn đối với dòng Vio 150, đó dòng này thì lâu nay thì giá cũng nó cũng không thay đổi. Tại vì là hàng cũng rất là hiếm nhá, em chỉ còn 1-2 xe thôi. Thì giá của dòng xe này là 70 triệu đồng. Và đối với dòng tiếp tục đó là dòng cao nhất Vio 160, Vio 160 thì giá nó cũng sẽ ngang nhau với Vio 125 thôi các bạn. Vio 160 thì giá bán hiện tại là từ 44 triệu đồng. Thì giá này em Mai đã bao VAT. Tất cả cái giá em Mai báo để bao VAT nha các bạn ơi. Còn nếu như mọi người muốn góp thì thủ tục tất cả các dòng xe đều chỉ cần là căn cước công dân gắn chip. Còn đặc biệt là mọi người phải đủ 18 tuổi nhá, đủ ngày đủ tháng. Và nếu như các bạn có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế thì mọi người cầm lấy giúp em Mai. Và em Mai hỗ trợ trả trước cho dòng Vio 125 cũng như là Vio 160 là từ 3 đến 4 triệu đồng trở lên. Còn đối với dòng Vio 150 thì phải từ 10 triệu đồng trở lên nha các bạn. Đối với dòng Vio 150 phải từ 10 đến 15 triệu đồng trở lên nó thì rớt xe về. Và nếu như các bạn có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế, có càng nhiều giấy tờ thì càng tốt, cứ cầm lấy giúp em Mai nhá. Còn nếu các bạn muốn nhận gói cả về gốc thì mọi người cứ trả trước giúp em Mai từ 30 đến 40% giá trị của xe. Và ngoài những màu zin của nhà máy sản xuất ra thì bên em đang có rất là nhiều màu sơn 3D. Sơn 3D thì các bạn cứ yên tâm nhé, nó chỉ chênh lệch với cái giá của màu zin 2 triệu đồng thôi. Nên mọi người, em nghĩ là nếu mọi người đang thích một cái màu nào đấy hoặc là chọn một cái màu nó hợp với phong thủy của các bạn thì cứ sơn 3D. Đó, sơn 3D thì mọi người cứ yên tâm, em bảo hành 3 năm về màu sơn luôn. Bao trạch xước, bao bóng chóc thì các bạn cứ yên tâm. Và em sẽ phủ một lớp phủ bóng nano miễn phí 1 năm 3 lần. Thế nên là sẽ bảo vệ màu sơn, các bạn cứ yên tâm nhá. Còn sơn 3D mọi người cộng thêm giúp em 2 triệu. Và ngoài ra thì khi mà lên màu cà vẹt ấy thì em sẽ đổi màu trực tiếp, lần một không được thì lần hai, bắt buộc là phải lần thứ hai là phải được. Tại vì là có những nơi địa phương thì nó sẽ hơi khó về cái vấn đề giấy tờ cà vẹt, nên các bạn cứ yên tâm, em sẽ đổi màu cà vẹt sang cái màu mọi người ưa thích luôn nha các bạn. Đó, như các bạn thấy là em có rất là nhiều màu sơn 3D luôn. Nếu như mọi người không thích những màu này thì mọi người cứ liên hệ với em Mai qua số hotline Zalo là 0325333789 để em Mai lên sơn cũng như là lên đèn led, là lên bi cầu này. Như những video trước thì em cũng có cập nhật những cái mẫu led bi cầu ấy. Nói chung nó chỉ được một số mẫu thôi. Tại vì là nhà em cứ lên một cái mẫu bi cầu nào là hết mẫu đấy luôn nha các bạn. Cứ lên mẫu nào là hết mẫu đấy. Nên là nếu mọi người muốn lên led bi cầu hay là đổ đuôi đèn gì đấy thì cứ alo cho em Mai nha các bạn ơi. Và khi mà liên hệ lịch trước với em Mai khi qua cửa hàng sẽ được hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu tiền xăng xe lại. Ngoài ra sẽ được giảm 50% chi phí khi mà có lót được phụ kiện đi kèm nha các bạn ơi. Và bên em thì có thu xe cũ đổi xe mới, có hỗ trợ xếp xe toàn quốc 63 luôn. Mọi người alo cho em Mai qua số hotline Zalo là 0325333789 thì có thể là em sẽ có thể là vào lộ hôm nào đấy thì em đang bận khách thì em chưa có rep được, nhưng mà em sẽ cố gắng rep nhanh nhất có thể nha các bạn ơi. Và cửa hàng em thì nằm ngay mặt tiền quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nói ngắn gọn là ngay ngã tư cổng khu công nghệ Mỹ Phước 2. Mọi người ở gần cửa hàng hoặc đến gần cửa hàng mà chưa biết vị trí thì cứ alo cho em Mai để em Mai chạy ngoài đón các bạn nha. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay của em, và nhớ lại ủng hộ cho Mai xin một lượt thả like và một lượt subscribe nha. Xin chào.